Thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lại như là anh cũng nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là kệ em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha. Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Minh Ngọc, dạ em 29. Công việc của em là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện bây giờ em đang đi học lên văn bằng 2. Quê em ở Tây Ninh. Học xong ra gì bạn? Dạ ra bác sĩ. Bao nhiêu năm nữa? Dạ còn 2 năm nữa. 31 người ta sẽ là bác sĩ đó nha. Rồi bên kia giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam, em tên là Nguyễn Quỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh và có một công việc chạy thêm ở trung tâm luyện chữ nét hoa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không có bánh bèo, rất là quyết đoán và dứt khoát. Khuyết điểm của em là hơi có giờ dây thun một xíu. Thun cỡ nào, dạ tỷ như giờ hẹn? 15 phút thôi. À, cũng chưa đến nỗi ha. Em gái, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, hồi trước giờ thì em có đơn phương 2 mối tình. Đơn phương thì chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em định viết thư tỏ tình người ta thì em thấy người ta đăng avatar các bạn gái, cho nên em đốt thư luôn. Đốt thư luôn. Người đó rất là không có đẹp trai đâu, nhưng mà có cái nét độc. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà, mà phải có cái gì đó của riêng mình. Xấu cũng được nhưng mà phải độc. Trời ơi, vừa xấu mà vừa độc thì chắc chết quá. Đọc là đọc làm sao em ví dụ? Dạ, nét đẹp lạ đó chị. Nhìn gương mặt thì phải hài hài một xíu. Mặt nhìn lạ. Mắt cười. Là mình thấy buồn cười liền, không có nở giận lâu. Linh thấy mặt bên kia có mắt cười không Linh? Cũng mắt cười không? Cười. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình chính thức cách đây 5 năm rồi. Kéo dài bao lâu? Dạ, được 2 năm. 2 năm, lý do sao chia tay em? Dạ thì do cái quyết định em đi học cái văn bằng 2 với một quyết định nữa là người nhà nói là không hợp tuổi. Nhưng mà em chia tay hay là cô kia? Cô kia. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, em thì em thích một người năng động, hòa đồng và cá tính, không cần đẹp. Độc luôn. Độc, xấu lạ. Hai người này độc không hả? Em không thích điều gì ở bạn gái? Bánh bèo quá chị. Tức là đừng có nữ tính quá. Tức là nhõng nhẽo hay là... Cô kỳ vậy ta? Ta lấy vợ thích nữ tính. Bên đây gặp thích nữ tính quá. Cô này hồi nãy cô nói cô không có bánh bèo. Được. Nhưng mà về ngoại hình á, có cái mẫu người lý tưởng giống ai hay là thích ai gì không? Thôi giống chị rồi chị. Chị là vừa đẹp vừa độc nữa em ơi. Rồi giờ tới phiền em nè. Em có cái tật xấu gì không? Em hay hát lắm. Hát mọi lúc mọi nơi. Tức là gắn tai nghe vô là em có thể đi lố đường ra tuốt đại lộ luôn á. Không, mấy người hát gắn phone vô là ưa hát dở lắm em. Tại gắn vô đâu biết hát gì đâu. Trời lừa trái, lừa trái, trời đất ơi. Hát xong bao nhiêu người đang dòm mình luôn. Dạ đúng rồi đó, anh vô y chang vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Mà em hát thể loại nhạc gì? Dạ nhạc nhẹ cũng có, nhạc rock cũng có, mà nhạc... Rock luôn? Vậy rock em làm nhẹ nhẹ. Rock cho chị coi, em rock coi. Bên này thích đọc, lạ. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lân lân không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Hay, nhảy này đâu phải thật xấu đâu. Nhưng mà chị đang hình dung lúc em hát em feel thì chị đang hình dung. Em hay bị, em đi karaoke em hay bị người ta quay clip dìm hàng á. Đọc lạ, tôi chịu. Hai chị em hợp ghê á. nghe bạn nhạc rock bên bển em cảm thấy như thế nào? Dạ cũng cá tính. Cá tính. Em có phải điềm đạm ha, nói nhỏ dễ sợ. Các bác sĩ tương lai mà. Mình là đa khoa hả em hay sao em? Dạ đa khoa chị. Mình có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như mình bao lâu nữa mình lập gia đình? Lập gia đình xong mình ở đâu? Dạ thì về Tây Ninh cũng được, có thể là ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu. Còn mẹ em rất là dễ. Có trước khi đi tham gia chương trình em có hỏi mẹ, nếu lỡ người ta bắt con làm con rể cho mẹ. Cái mẹ nói thì thôi mình đi. Vậy là mẹ cho đi phải không? Mẹ chịu mà em chịu không? Dạ chắc
được luôn đúng không? Bác sĩ mà ở đâu làm gì cũng được hết. Trời ơi, mở cái phòng mạch tư nhân ở nhà bác là ngon. Ở đâu chích cũng được. Có chỗ là chích à. Đúng không em? Yên tâm. Được được. Trời ơi, đây là sáng giá lắm đó nha. Bà còn 2 năm nữa đó, em nhắm đi làm có lương nuôi đi. Em mốt bác sĩ nuôi lại. Học xong mới cưới đúng không? Dạ. Vừa lấy bằng là vừa có vợ luôn. Dạ. Được rồi. Hợp lý mà, bên đây cũng mới 23 tuổi à. Chào em gái, anh bên đây nó rất là hiền, trầm tính ha. Dạ. Em hình như rất là sôi nổi ha. Dạ đúng rồi. Em như cái tính cách giống như Cát Tường á. Vậy cũng, mới nó hòa hợp. Khùng khùng chút xíu rồi đó. Đọc, đọc đừng dùng từ khùng. Đọc. Hồi nãy anh mà thấy cậu hát trội cái miệng cũng đã lắm. Một hồi. Đây nè, vừa bây giờ mở màn qua. Dạ. Em gây ấn tượng mà em hát liền. Nha, vui mà. Nha. Nhưng mà anh phải hòa nhịp với em chứ. Anh hòa luôn. Dạ. Em thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lạ như là anh nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là kệ em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Dạ. Dạ vậy đó. Thích đâu. Ví dụ như em nói là em yêu anh nhiều quá. Anh trai nó bà khùng hả? Hoặc kiểu như bên kia bác sĩ, bên đây người ta nhắn tin anh ơi em đang chóng mặt quá kệ em, được không? Cái đó thì không được. Cái đó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Sức khỏe đúng rồi. Còn cái gì mà nói về tình cảm thì có thể phủ được. Thôi một người thích phủ lạ quá. Không được đó. Anh thấy cô đây cũng cá tính đó em. Bây giờ mình hỏi thăm người nhà coi đánh giá thế nào ha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ và bạn thân. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là anh trai của Minh Ngọc. Theo anh á thì anh thấy bạn nữ bên này rất là vui tính và rất là dễ thương. Đọc. Dạ anh thấy là hợp với em á, em gái à. À dạ. Anh em của anh á là không có bị vô duyên đâu, em yên tâm. Rất là đúng gu của em á. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với một người chị cũng là bạn thân và em rất là tin tưởng vào cái nhận xét của chị đó. Rồi chào chị. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chị thì chị thấy anh bên này thì trầm tính, nghiêm túc, ảnh cũng có khuôn mặt đọc nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Ảnh không cười là coi như bên đây khóc luôn. Đúng không? Rồi, mình hy vọng là khi mà mở màn ra thì bạn nam bên này gán cười nhiều một xíu. Hồi nãy em mình có nói việc là em mình thích bạn trai cũ, nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hò hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi gì hù dọa vậy trời. Cái ghê vậy. Hồi nãy anh nghe vô phủ anh tưởng nó ngon, nhưng cuối cùng không phủ, phủ người ta là phủ lại. Là hơi mệt rồi đó. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp đình. Nhau ráng kéo nha. Màn lên. Cố gắng nha, cặp mày được là vui lắm nè. Cười lên, cười. Bắt đầu. Hát đi em, hát đi. Nếu như ngày anh bước lên vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong anh từ cơn gió bay qua. Có mè nữa. Hay quá. Bác sĩ được rồi đó. Được không em? Đọc không em? Dạ chưa. Có bè đó em. Dạ em cảm ơn. Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha. Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Phải nuôi sao cho mập chút. Nếu mà đi học như vậy thì anh sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào? Có thể anh sắp xếp một tuần xuống, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng. Trời ơi, cái gì mà thời buổi giờ mà một tháng. Một tháng gặp nhau một lần hả anh? Thì theo em nghĩ thì quan trọng là ở trong tim mình có người ta hay không thôi chứ. À nhưng mà em thì lại thấy là cái việc gặp mặt thì nó cũng quan trọng á. Một tuần ít nhất cũng phải hai lần. Sắp xếp một tuần hai buổi được không? Chia sẻ bác sĩ. Thì chị nó thứ bảy chủ nhật tới chị. Tại vì thứ hai thứ ba thì chẳng hạn như hôm nay thì em phải xin thầy em nghỉ với nhà thì nói chung chắc cũng cảm nhìn ta còn 2 năm cuối mà ráng đi em, đầu tư thời gian bác sĩ còn nhiều em thời gian học lắm, ráng đi chịu. Đi tuần hai lần thôi, năn nỉ mà thiệt mà. Mà em có hay đi phượt không? Đi chơi bằng ô tô? Dạ có, em rất là thích đi du lịch á.
Cho nên là nếu mà yêu nhau thì chắc khoảng một năm phải đi 2-3 lần á. Mà anh không thích đi. Dạ. Dạ không, không anh Quyền Linh. Phủ ngủ đúng không? Phủ ngủ. Không, phủ cái đó là em không chịu đâu. Ủa em thích đi luôn hả? Em đi từ nào giờ em đi một mình không chị? Anh đi những đâu rồi? À, mới đây thì anh đi Quy Nhơn. Quy Nhơn. À, Nha Trang. Nếu mà sau này anh tốt nghiệp thì anh tính là làm ở Tây Ninh hay là ở đây ạ? Thì có thể là ở Tây Ninh cũng được, hoặc là ở Sài Gòn cũng được. Hiện giờ anh đang sống với ai anh? À, hiện bây giờ thì anh đang sống trên Đắk Lắk một mình. Ủa tại sao trên đó em? Dạ em đi học văn bằng 2 trường đại học Tây Nguyên. À vậy à? Giờ mình tính cái nước hẹn hò mới quan trọng đó, đúng rồi đó. Hèn chi hồi nãy nói 1 tháng gặp 1 lần. Đúng rồi. Thì nếu được thì em có thể là cuối tuần những cái ngày trong tuần thì chắc là không. Em rất là ngại cái việc yêu xa. Dạ. Là em muốn một người tức là phải ở bên mình á. Không cần phải kè kè bên mình suốt ngày. Nhưng mà ý là phải có thời gian gặp mặt và nói chuyện, chia sẻ. Còn về cái việc mà yêu xa mà thường là nói chuyện với nhau bằng tin nhắn đó, thì em cũng không có muốn như vậy. Tại vì em rất là không thích phải nhắn tin với người mình yêu mà em muốn gặp mặt người đó. Và em nghĩ là nếu mà yêu nhau thì anh cũng sẽ có cái cảm giác là muốn gặp người đó hoài luôn á. Thì đúng rồi. Dạ. Em hay nói gì chứng minh cho cô ấy rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy? Anh không hứa. Tại vì thường người ta nói là hứa nhiều là không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức sẽ mang đến niềm vui và cái hạnh phúc cho em. Tại vì trên cái con đường của anh đã từng đi á, thì cái yên xe sau của anh nó trống quá nhiều rồi. Anh không muốn nó còn trống như vậy nữa. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần và phải cảm nhận bằng trái tim của mình. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn có vượt qua cái con đường xa, thật xa đến với nhau hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Anh rất là tốt. Em cảm nhận được anh là một người rất là chân thành luôn. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng cách nó quá xa. Và em... Anh biết mà. Dạ. Nên là em hy vọng là sau chương trình này anh sẽ tìm được một nửa của mình. Và em tin là nếu mà anh tìm được một nửa thì người đó sẽ rất là tốt. Yeah. Cảm ơn. Bạn trai có biết rằng trong cái câu chuyện vừa rồi bạn gái sẽ không bấm nút không? Dạ, khi bạn ấy nói như vậy là em đã hiểu rồi. Tại vì những người cá tính họ đã quyết rồi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Mời bên đàn trai. Rồi, chào bạn trai. Ngồi đi em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Văn Đô, em 27 tuổi, quê em ở Kiên Giang. Hiện tại em đang là bảo trì xe máy ở công ty Hoàng Minh ở Biên Hòa. Đô nha, tên là Đô. Em là Đoàn Thị Huỳnh Mai, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau và làm việc ở Cà Mau luôn. Kiên Giang, Cà Mau cũng hợp lý nha. Bây giờ mình hãy cho biết được cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Đô. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết sửa xe, với lại em cũng chịu khó. Tức là giờ có xe máy hư là không lo đúng không? Dạ đúng rồi. Điểm của em là em cách anh nói chuyện nó không được khéo léo. Thứ hai em cũng hơi nhát. Cách giao tiếp trong cuộc sống thì nó cũng không có được thuận lợi cho lắm. Mời đàn gái. Dạ em biết quan tâm mọi người, vui vẻ, hơi nóng tính. Tạo nóng đến nỗi mà em nói nhiều luôn á. Chỉ khi nào ai mà nạt lại thì em mới nín thôi. Nóng lắm cũng càm ràm chứ không làm được nhau gì đâu. Hiền rồi, nghe cái giọng thấy hiền rồi. Thì em có ngại vấn đề yêu xa không? Yêu xa thì em không có ngại, quan trọng là có tin tưởng nhau hay không. Tháng em về quê mấy lần? Dạ thường thường thì khoảng 4-5 tháng là về thăm mẹ một lần. Hoặc nếu là... giờ có người yêu thì về thêm mấy lần nữa? Chắc về nhiều lần. Trời ơi, thấy không? Có người yêu về nhiều lần mà có mẹ về 5 tháng có một lần nè. Mình là cha là mẹ nuôi con, khi lớn lên lấy vợ nuôi vợ, không lo vợ không.
Rồi bây giờ thì mình nói tí xíu về tình trường đi ha. Em quen hai mối tình. Ấn tượng nhất là mối tình đầu tiên, là quen được 2 năm, là do ảnh gia trưởng quá, em chịu không nổi. Gia trưởng như thế nào? Cũng như em liên thông đại học á, ảnh không cho, ảnh nói là con gái học nhiều không tốt. Ừ, chia tay là đúng, hợp lý hợp lý. Mong là bạn nam đó cũng coi chương trình. Đại học mà không cho thiệt đúng. Bên chàng trai bên nãy giờ cười mũm mĩm nãy giờ đang chờ gặp đó. Em có mấy mối tình rồi mà em ngồi cười? Dạ, em thì có một mối tình hồi năm 2014, thì nói chung hai đứa em quen thì cũng gần một năm. Có lần đó là đi cũng đi ăn cơm, rồi mình bạn gái em cũng có đi theo rồi xong rồi có một người đồng nghiệp cũng đi theo, cũng là bạn nữ. Như bạn đồng nghiệp đó hỏi thăm xong mình cũng lịch sự, mình cũng trả lời rồi mình cũng đi theo, thì cái bạn gái của em giận, dạ ghen, em có xin lỗi. Nhưng mà cái quan hệ của em với người bạn của bạn gái em á, có gì đi xa không hay là chỉ nói chuyện thôi? Dạ có, thì quen một năm thì cũng có nhiều, lại là hai đứa làm chung mà. Ủa cái gì vậy? Khoan thắng lại. Anh đang hỏi là ông có hiểu câu hỏi không vậy? Coi chừng nhầm nha. Bữa đó em đi ăn dạ, chung. Em hiểu rồi, em với bạn đồng nghiệp kia không có gì. Không có gì, không có gì. Vậy không nên em mới nói có gì, em nói có tình cảm sâu đậm. Không 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 không. Vậy nói lộn đúng không? Dạ em nói lộn. Còn em xin lỗi. Đó là một mối tình, còn mối tình nào nữa không? Có sửa xe đó. Thì cũng có quen, lần đó thì cũng có cô đó vô cũng mua xe trong cửa hàng. Thì mình cũng có xin số làm quen, nhắn tin qua Zalo này kia. Rồi mấy rồi lần quen được hai ba hôm thì có gõ vũ là uống trà sữa. Xe thì cũng có cuộc chặt một số cái, thì xong khi mình sửa giùm mình cũng biết nhà này kia. Xong qua gặp ba thì cũng quen với ba cổ thì cũng nói chuyện một hai câu. Xong rồi lãnh lương rủ nhậu. Tài lanh mà đi qua rủ nhậu mua thùng bia. Chiều mình đã báo trước cho chú rồi. Nhưng mà chú nói ừ thôi qua đi. Nhưng mà không có cho các bạn mà mới quen á là biết. Nhưng mà cuối cùng về chú không nhậu là em buồn. Từ đó là bạn gái giận. Thùng bia về. Sao thùng bia về làm ngại. Thách đồ mồi về luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Sao chú không nhậu? Đúng rồi, đúng ra phải để thùng bia để mồi lại. Bộ mua mồi gì vậy? Thì bữa đó mua lẩu bò. Lẩu bò gì nữa? Lẩu bò với lại một con gà quay. Gà quay luôn? Dạ. Ui đá ta. Chắc tối đó đem về mình ăn mình luôn hả? Đúng rồi, buồn lắm chị ơi. Buồn lắm hả? Dạ. Rồi mấy cái mà đi vô mà xin số điện thoại rồi rửa xe, sửa xe giùm rồi xong cái sửa xong cái nhiều đi luôn. Nhiều lắm, em nói chuyện nhiều lắm. Thấy gái là vô liền, chụp liền. Công việc của em thì nó rất là dễ. Tại vì bảo trì xe thì mình không phải là cố định như mình đi làm công ty. Tên đô mà không có đô. Không có đô. À, đô chỗ nào? Đô chị bự lắm. Ngon gồng nữa, đồ dữ lắm luôn. Ở trong đô lắm, ở trong đô lắm. Nhìn mới biết, ở ngoài nhìn vậy thôi. Đô cỡ nào? Đô thôi, như là... đừng hỏi nó nói thiệt á. Có ai nói em ấy không? Có, mấy bạn đồng nghiệp của em thì lại nói là mày sao mày, tao thấy mày yếu đuối quá. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó. Nhưng mà em lại từ chối. Thì khi mà mình từ chối xong thì mình lại mày, tao biết mày chắc là bị rồi. Không mà đi cái đó là đi đâu? Đi cái đó chị, đó. Thôi đừng hỏi nó nói thiệt nữa giờ đó. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Em có giới tính thứ ba không? Không. Chắc không. Nếu mày giới tính thứ ba em đâu có tìm bạn gái làm gì. Em ở nhà cho sướng. Trời trời con gái. Dễ thương. Anh vui tính lắm. Em muốn người yêu của mình là một mẫu hình như thế nào? Cao hơn em. Tại là em cao 1m55 rồi. Bên đây 5-6 được không? Cái đó em không biết. Trung thật, thẳng thắn, biết tôn trọng ý kiến của em. Anh này anh trung thật tới mức khỏi gì nói đó luôn á. Nãy giờ nói chuyện em hình dung anh Đô bên đó là một người như thế nào? Anh thật thà. Tin Đô thì chắc cũng có hơi đô một tí rồi đó. Không có đâu. Sai luôn. Đừng bao giờ em, đừng bao giờ đánh giá người khác dựa vào cái tên. Bây giờ em không thích điều gì ở đàn ông? Nóng tính như ghen. Với gia trưởng. Em sợ gia trưởng. Anh này dễ thương lắm. Em không có gia trưởng. Em có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Không có đúng không? Rồi tốt rồi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nói cho bên kia nghe đi. Ngoại hình bạn gái thì ưa nhìn, dễ thương. Cao khoảng 1m50 trở lên là được. Bên đây 55 nữa. Dạ. Em về Cà Mau không? Dạ về. Về nếu người yêu là về đúng không? Hay quá. Dạ. Về sửa xe không? Dạ sửa. À vô sửa xe cho vợ nè. Có ba vợ nè, cho má vợ nè, cho gia đình vợ nè, sửa xe hàng xóm của vợ nè. Vô đó đủ ăn rồi đó. Em hỏi bên đó có hói với hồ không anh? Hói không chịu hả? Hói không chịu. Sợ nếu mà sau này mà vậy như hai đứa họp nhau gọi lấy nhau về á, sợ con mình sanh ra nó hói thì sao? Có những người không, hồi lúc đầu có hói, nhưng mà về vợ càm ràm quá hói á. Chứ bây giờ muốn mà hói hay không hói khó đoán lắm. Khó lắm em. Tóc giả là
Hối gì người ta lấy mấy gì rồi người ta dán vô đây xong người ta lấy vợ về ta mở ra lúc đó biết còn mệt. Tóc giả gọi là bây giờ là nó kinh khủng lắm, sao hết. Hối đừng có lo, lo không có tiền hay không thôi. Đúng rồi. Bé gái, hôm nay em đi với ai? Em đi hai chị với một em. Chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị thứ tư của bé Mai. Nhà em năm chị em gái. Bữa nay đi lên thì chỉ có 3-4 chị em lên, còn chị thứ ba ở nhà có công chuyện. Em thấy bạn cũng được. Chào chị ạ. Dạ. Bạn có ngại gì Cà Mau ở không bạn? Được. Nếu mà ở đó công việc của anh nó cũng ổn định thì anh sẽ được. Đây chị hỏi chứ không phải là... Bạn không biết uống rượu bia. Mà lúc nãy em nghe nói là khi mà bạn quen cái mối tình thứ hai á, uống ít thôi là chị. Bạn... Em xin lỗi là em không hút thuốc nhưng mà em chỉ có uống ít thôi. Trong cuộc sống thì mình cũng có những giao tiếp bạn bè hay là đồng nghiệp thì mình sẽ có uống ít, có chừng mực thôi. Chứ không phải là nhậu xỉn tè le tùm lum hết thì em không có. Tè le rồi ha. Bạn mà uống ít, bình thường rượu bé Mai uống 3 lít. Rồi bạn tính sao? Chắc em theo em chở bé Mai về quá. Trời ơi, tôi nhầm người thôi. Để tôi tưởng bên kia không biết uống. Có 3 lít không Mai? Em cao quá có 1 lít thôi. Vậy đồ em uống bia được nhiêu lon? Bia thì em chỉ uống Tiger nâu á. Thì cỡ khoảng 3 chai hoặc 2 chai rưỡi thôi. Còn lít còn rượu thì uống là được. Lít rượu em đúng uống được khoảng nhiêu lít đô? Em thì chắc uống được 2-3 ly rồi chị Nam Thư ơi. Tại dân Cà Mau nhậu rượu không à? Bạn lấy vợ rồi, vợ bạn là về ở với gia đình bạn hay là làm sao? Thì cuộc sống của em thì còn mẹ ở quê, hiện tại em đang đi làm thì nói chung là cuộc sống mình ở đâu mình làm ra tiền thì mình ở đó thôi chứ cũng không nhất thiết. Tức là tương lai. Bạn trai thứ hay út anh? Bạn? Em là con trai ở trong nhà là có một mình em thôi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có nhà riêng, hiện tại em đang ở thuê. Thì nếu mà bé Mai mà về với em xong sau này hai vợ chồng thì em sẽ cố gắng dành tiền để mua nhà. Mua ở đâu, ở Kiên Giang hay Cà Mau? Thì sau này hai vợ chồng cùng tính. Ở đâu thì mua đó đúng không? Dạ đúng rồi, ở đâu thì đang phát triển thì mình sẽ ở đó. Tức là giờ không bắt buộc là lấy Mai về phải làm dâu. Dạ, nếu mà bạn làm dâu thì càng tốt. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, hiện tại em đi với một người em bằng gì? Dạ, em là Võ Văn Dũng đến từ Kiên Giang. Mẹ của anh Đô là thứ ba, mẹ em thứ tư. Hiện giờ em đang định cư ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tưởng đâu đang định cư ở nước ngoài. Dạ, không. Dạ, nãy giờ theo em thấy cô Mai có một công việc ổn định, đang làm việc tại quê nhà. Thì thấy hai người thì tính tình thấy cũng hợp. Anh có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình, con em năm nay 11 tuổi. Quê ở trong sâu, vùng sâu. Sau này đi về quê chồng nó cũng khó khăn, phải qua sông qua đò nhiều lắm. Rồi không biết là Mai có sau này về làm dâu rồi có chịu cực khổ về đó không? Mũi rồi dữ lắm, nhiều lắm. Vậy đó, mũi chích ghê lắm. Hồi hai anh em kia, nhà này tôi thương quá mọi người ơi, thiệt. Tả một hồi. Hồi đó em Kiên Giang cũng quen vợ em mà vợ em ở tận mãi mình Bình Định nè. Dạ. Dạ em cũng dụ về dưới chơi bị mũi chích nhiều lần rồi mới chịu làm vợ em hết chứ mà. Dạ. Cái ban đầu người ta cũng sợ dữ lắm. Dạ. Hiện bây giờ dì ba đó cũng như trong gia đình và các dòng họ không ai phân biệt là dì ghẻ con chồng gì hết, gọi là dì của mình là dì ba. Là hiện giờ đó là dì là mẹ kế đó, mẹ kế của anh Đô á. Mẹ anh Đô mất rồi. Rồi dượng ba của em đó là ba của anh Đô á, lấy vợ sau này đẻ được một con gái là bây giờ là em út của anh Đô. Còn anh Đô là chỉ có mình con trai với ba chị gái lớn. Vậy đó. Hơi lòng vòng quá hả? Để khi nhiều khi người ta còn là con gái. Bây giờ mình chưa có quyết định gì được mà mình không nói thiệt lên á, nhiều khi người ta lỡ bấm cái nút cái chuông gì đấy, cái nó đổi qua cái trái tim màu hồng, cái là nó lỡ dở đời người con gái người ta luôn. Con anh học lớp mấy rồi? Dạ, con của em học lớp 6. À, vợ anh làm gì? Vợ em làm công ty may giày da của Hàn Quốc á. Ráng vợ nha. Hiền, con ngoan lắm. Ráng nha. Dạ, ráng nuôi con học đàng hoàng nha. Dạ, 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 anh. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, rất là dễ thương. Bây cảm ơn anh em. Rồi, bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Mở rào.
Bắt đầu đi Đô. Anh có món quà tặng cho em. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh đúng rồi, cây xương gồng tượng trưng cho tình yêu. Thì lần đầu tiên anh nhìn thấy em á thì xinh, dễ thương, hơn sức tưởng tượng của anh. Em thì em cảm nhận về anh á thì anh thật thà. Anh thật dữ lắm, thật luôn. Thật kiếp mà thay kia gửi xe kiếp là gửi hoài luôn. Dễ hiền nữa. Rồi thêm cái là khi mà nói về mẹ của anh á thì em cảm thấy là anh rất là thương mẹ. Em cũng vậy nên em cũng rất là thương mẹ em. Cũng như là công việc của em á, hiện tại á, là làm theo giờ, theo ca. Ca tối á, về rất là trễ. Mà nhắn tin hoặc là điện thoại em không có thể nào em cầm điện thoại được hoặc là nhắn tin được cho anh á. Tại cái môi trường của em á, là không có sử dụng điện thoại. Thì lúc đó anh nghĩ như sao? Không, anh rất là bình thường. Tại vì anh cũng từng làm dịch vụ giống như em. Đồng cảm là chia sẻ như vậy thôi. Một khi mà mình thương nhau thì mình phải hiểu cho nhau hết. Chứ không có đụng mọi cái mọi giận. Mọi cái mọi giận thì anh cũng không thích. Dạ. Em có thể lên Đồng Nai làm cùng anh được không ạ? Anh mà nó hỏi em vậy thì rất là khó đúng không? Cái đó từ từ cũng được. Anh có thể là sắp xếp công việc cho em hiện tại là ở đó không? Được. Nếu mà giả sử vụ đó anh giỏi lắm, chạy cho nhanh lắm. Tại vì ba mất thì cũng còn mẹ thôi, thì mình cũng phải tự lập mình vươn lên. Lâu lâu anh được nghỉ thì anh có thể là xuống thăm em. Xa thì anh cũng không có sợ xa đâu. Hai đứa mình mà thương nhau rồi thì dù xa ở đâu người ta đi cũng được. Người ta từ nước ngoài ta qua đây người ta cưới vợ cũng được mà, không chỉ là mình. Anh thì được cái anh hơi ốm thôi, nhưng mà được rồi đó, không có bệnh. Anh được cái anh hơi ốm hả anh? Dạ. Công việc của em thì nói chung em cũng siêng làm. Nhiều khi đi làm rồi buổi trưa đi sửa xe rồi thôi để thôi gán đi, gán cái qua giờ. Thì nhiều khi mình ăn không đúng giờ với lại không có đúng chất bên kia thì nó cũng ớt. Anh cũng ăn đâu có đúng giờ đâu mà sao anh mập dữ vậy? Hai bạn có món quà tinh thần gì tặng cho nhau không? Nhảy. Có không? Thì đến cái chương trình thì cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là bé Mai ở trên này, là anh chị Quyền Linh và chị Năm Thư. Thì em xin hát một đoạn của cái bài Phố Đêm. Tuy nó không có được hay thôi nhưng mà nó cũng tinh thần là nó vui. Phố Đêm. Phố Đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong phố đêm. Em quên lại cho em qua được không? Phố đêm nữa rồi. Phố đêm. Phố đêm. Phố đêm. Thử rồi, 2, 3. Phố đêm. Phố đêm. Dạ, em... Thử rồi, 2, 3. Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Rồi bây giờ mời Mai đứng dậy. Đô đứng dậy. Em nắm tay. Rồi hai bạn nắm tay nhau. Nhau. Rồi nhìn nhau bắt tay. Hy vọng là bắt em tay. Cho một cơ hội để chưa? Mình có thể là chưa mà. Em hãy tin ở anh. Anh sẽ là lo cho em. Nếu mà anh thật sự biết quan tâm hoặc là nghĩ tới tương lai á, được. Đô có rung động với cô gái? Dạ có, tim em đánh thầm thập vậy. Anh thấy chàng trai trước đối diện trước mặt mình hợp với mình hay không? Hợp. Dạ. Anh Linh vậy. Rồi cảm ơn hai bạn. Chúng ta cảm giác rằng đây là một nửa yêu thương của mình thật sự thì mới bấm nha các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Cặp đôi này rất là dễ thương, nắm tay nhau đi. Hôn cái nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị kia cho em được hôn bé Mai một. Dạ. Lâu quá ai cũng chưa hôn. Nè anh nói giỡn thôi em có giỡn. Đi. Anh hôn má nghe. Thay mặt chương trình chúc cho các bạn gặp thật nhiều may mắn trên con đường đời của mình. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1987. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Thấy chưa, thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em.
Dạ, em chào hai anh chị MC, chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà, hiểu hả? Có điểm mạnh điểm yếu gì? Thực ra thì điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Nghĩ ra nó cũng phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà. Dạ. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Bên đây đầu tiên là sẽ có món quà gửi bên nhà gái nha. Dạ. Nhà gái thưởng thức rồi vừa nói chuyện rồi mình vừa cảm nhận về món quà của nhà trai luôn. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Đây là nước gì ta thấy có hai trái trái vải. Nè có cái ống hút nè. Mấy chút rồi uống luôn rồi. Này không có hối lộ lấy lọc đâu, mà mời thiệt tình đó nha. Nếu uống được mai mốt mua ủng hộ. Nói chung là hết ly rồi ạ. Ngon ha em dạ, ha. Dạ. Nó có cái độ chát chát của trà và có vị thơm của vải. Ngọt Bắc của vải. Giang, hương vị Hà Nội, Lào Cai. Cái này mình đi học hay là mình tự làm sáng tạo? Có thể là em bén duyên với nghề là do nghề chọn mình. Em đã gắn bó với nghề cũng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm hả? Dạ. Em bắt đầu công việc thì cũng từ các nhân viên bình thường. Thì sau là trải qua các chuỗi đồ uống thì em cũng có biết một vài những cái cách pha chế đơn giản. Thì sau này có thể về pha chế cho người thân của mình được. Chuỗi cái đồ uống như thế, rồi có nhà hàng ăn uống ăn không? Dạ có, em đã cũng làm nhà hàng hơn 6 năm ạ. Chuỗi luôn ăn uống luôn hả? Dạ ạ. Trời giỏi quá ta. Rồi, đó bên đây thế mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thế mạnh của nhà gái nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là người khá là độc lập. Dạ, nói chung là những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Mình sẽ cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Chứ bình thường ai làm cho em yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà, bên đây giỏi đó, yên tâm đi, ăn uống khỏi lo, bên đây lo. Thấy uống trà được không? Dạ, trà đó anh mua đó, yêu nhà trai làm đó. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Em thì đã trải qua 2 mối tình ạ. Hai mối. Dạ, mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online. Quen người yêu trên online luôn. Dạ vâng, ngày xưa là có chơi trò audition. Rồi, mối tình nó kéo dài không? Được, kéo dài được khoảng 1 năm. Không lâu lắm. Dạ vâng, thì sau đó là bạn ấy có đi du học thì thực ra là cũng rồi, không kéo dài được. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Thì em cũng có nhắn tin mà làm quen với bạn ấy thì cũng hẹn gặp nhau. Và hai người quen nhau bằng một cốc nước mía đấy ạ. Kéo dài bao nhiêu năm? Dạ cũng được 1 năm ạ. Số 1 năm không vậy? Rồi cuối cùng không có chơi con quen con chó nữa, bỏ luôn hả? Không có mua chó, không có mua... Không có đến cửa hàng cô chị của người đó là nó bỏ nhau hay sao? Tại vì khi mà chó thì em đón về đó, em chỉ hay nhắn tin hỏi cách chăm sóc làm sao và đồ ăn thực phẩm như nào, cách pha sữa làm sao để cho chó nó tốt. Thì em cũng hỏi nhiều. Vậy là em có thêm cái nghề là pha sữa cho chó nữa. Thực ra thì chăm sóc động vật hay là chăm sóc các cháu nhỏ thì em cũng có biết sơ sơ. Tại vì anh chị của em là cũng có một dàn các cháu hùng hậu nên em cũng đã được chăm sóc nhỏ từ bé rồi. Em có vẻ kỹ lưỡng nha. Cái việc đó không phải tìm hiểu ha, chứ gặp anh mà con chó nó cho cái gì nó ăn cái đó. Anh cứ cho nó uống đại vậy thôi. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ yêu. Dạ.
đến năm thứ 13, 14 mới đồng yêu. Dạ. Yêu năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? À cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không á, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Em nghĩ thì sự nghiệp thì ai cũng có. Tuy nhiên thì em cũng muốn sự nghiệp nó phát triển hơn nữa. Giờ đủ sự nghiệp để đủ lo cho vợ cho con chưa? Em cũng biết không biết là cái khái niệm đủ nó như thế nào, nhưng hiện tại thì em nghĩ là có thể chăm sóc được. Đủ là do mình quan điểm thôi. Dạ, đủ là đủ. Đúng rồi. Đủ em chưa? Có tự tin không? Em nghĩ là đủ ạ. Đó, à, tự tin như thế. Đủ là giờ mình có bữa 2-3 bữa ăn vậy rồi lo con đi học là được rồi, đúng không? Dạ. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? Tình trường mình sao? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Quen nhau gần 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học. Rồi cái hai đứa cũng có nhiều cái nó bất hợp, không có hợp với nhau nữa. Sao mà cách lòng không? Dạ thì cũng có. Thì sau đó thì tụi em quyết định là chia tay. Và cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi. Tới đây thì em vẫn một mình. Tiêu chí của mình sao cưng? Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? À, bạn ấy chung thủy, biết quan tâm em. Với là bạn ấy nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon, chung thủy, biết quan tâm. Rồi gì nữa? Nấu ăn là được rồi đó. Đây tao quan tâm yêu động vật, tức là tao còn là dạ, có tình yêu bao la lắm, yên tâm. Nấu ăn tính ngon tình biết vui vẻ không, thoải mái một được. Xíu tính tình vui vẻ thoải mái, đừng có gia trưởng. Không gia trưởng, cái điều gì em không thích ngoài gia trưởng? Ghen. Dạ. Rồi hết chưa? Dạ chắc. Rồi giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nha. Thích ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi trời. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, tao uống nước không, tao không ăn. Uống nước trái cây không mà nên theo thị. Sao mà em nghe tiêu chí bên kia em thấy bản thân của mình nó phù hợp được bao nhiêu phần trăm? Ủa rượu bia rồi em có thích không cưng? Rượu bia biết cũng được, nhưng mà đừng có nhậu mà xong say xỉn thì về bắt em dọn là được. Ờ à, rồi hút thuốc làm sao? Dạ em không thích. Đó, có hút thuốc không? Dạ không. À, à. Em rất là tự tin vì gia đình em kể cả dâu rể không một ai hút thuốc. Trời ơi, giỏi quá, tốt quá. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. Cũng lấy vợ thì sao mà. Em thì thực ra cũng không biết là cái tiêu chí của mình nó cụ thể là như nào. Tuy nhiên thì gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm. Nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Được không con gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Rồi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi đó. Mong lắm rồi. Thí dụ giờ phải đi làm dâu ở ngoài Hà Nội thì được không? Em nghĩ nếu mà là duyên số với nhau thì có thể được. Có thể. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn là ở gần, vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Bên đây cũng có thể là đi Hà Nội được, nhưng vẫn còn ba mẹ ở đây. Còn bên kia thì khoát là mình ở Hà Nội luôn. Người thân nhà gái trước hai em ha. Dạ. Rồi. Chào hai anh chị MC. Và em chào bên nhà trai ạ. Về sự lựa chọn của bạn thì giờ em dù bạn chọn hay không chọn gì em cũng tôn trọng và ủng hộ bạn hết mình. Nhưng mà về nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Đầu tiên về cách ăn mặc. Đúng rồi, chị đang tính dạ. Nói. Thứ hai nữa là vì ngoại hình. Thứ ba nữa là về công việc. Thứ tư nữa là về cái quan điểm sống rất là bù đắp cho nhau. Bạn trai thì biết nấu ăn. Nhưng mà bạn em thì không biết. Nhưng mà ngược lại bạn em cũng biết kiếm tiền.
Đó, thì em thấy cái vấn đề mà không biết là việc nhà đó cũng không có gì khó khăn hết. Quan trọng là hai bạn, em thấy một vấn đề là khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá, cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng, cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Rồi, nhà trai mình đi với ai nè? Đó, em đi đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. Ồ, có bố mẹ luôn hả? Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái. À, chào cháu gái xinh đẹp. À, tôi là Mai Thị Huyền. À, năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu. Và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Bố thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói. Con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng đèo. À, bây giờ thì đơn giản thôi mà, 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Yeah. Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy, đúng không? Dạ. À, bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. À, bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà, kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng ở Hà Nội một mình, còn bố mẹ thì ở quê thôi. Dạ. Cho nên con cũng thế thôi, báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa sợ bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi, chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là báo hiếu. Không biết nói gì hơn là cũng mong rằng con trai tôi sẽ sớm có một người vợ như ý muốn của cháu, để yên bề gia thất thì cái lập nghiệp nó càng vững vàng hơn. Thôi bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thôi thì mở rào. Hai bạn này xuất hiện một cái là trang phục rất là hợp nhau. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. À, đứng vậy đi. Em với chương trình thì anh có một chút quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Dạ. À, những món quà này có ý nghĩa gì hay không? Các bạn có sắp xếp trước hay không? Hay là chỉ là vô tình các bạn mua cái món quà đó để tặng thôi? Dạ, tính em thì có một chút trẻ con một xíu. Đó là em rất là thích những cái gì đó, nó cute, dễ thương á. Nên khi mà em nhìn thấy cái món quà này là em chấm nó ngay lập tức và em chỉ chọn nó thôi. Chứ còn ngoài ra trong shop rất là nhiều món khác thì em lại không thích. Hy vọng là bạn nam cũng sẽ thích à. Cái đi với chương trình thì em rất là vui. Và em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Thì được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Thực ra thì em cũng thực ra không dám nghĩ quá nhiều. Thật ra là đây là được chiêm ngưỡng thật sự là tốt rồi. Em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy. Nên em cũng chỉ là hy vọng là bạn ấy vừa đủ, vừa tầm với vừa đủ những gì tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á thì em cảm thấy là tuyệt quá, tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới em tìm. Thì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ rồi, cái điều băn khoăn nhất bây giờ là cái khoảng cách khá là xa. Bố mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, bản thân dạ. Mình thì cũng đã khá là nhiều, 35 tuổi rồi. Thì không biết là cái khoảng cách này nó có bị ảnh hưởng gì nhiều so với việc là chúng ta có mỗi quan hệ để quen biết nhau không? Dạ, khoảng cách về tuổi tác thì thật ra mình cũng không có chênh nhau lắm. Em chỉ đang ngại về khoảng cách về địa lý thôi. Thì không biết là nếu mà mình yêu nhau trong thời gian
Em chưa nói tới phần làm dâu ha. Trong thời gian yêu nhau thì anh có thể sắp xếp mình vào Sài Gòn thăm em được bao nhiêu lâu ạ? Bao nhiêu, một năm bao nhiêu lần hay là một tháng bao nhiêu lần? Thực ra thì vì cái đặc thù công việc em ra mình cũng chủ yếu là để hỗ trợ công việc, thì cái thời gian làm việc của mình chủ yếu vẫn là giờ làm hành chính thôi. Tuy nhiên có những cái công việc phát sinh hoặc là có những cuộc họp hay là gặp đối tác thì mình cũng đều phải đáp ứng công việc là trước tiên. Thì mình cũng nếu mà có duyên để quen nhau thì mình cũng hy vọng rằng mình sẽ sắp xếp được cái thời gian nhiều với bạn. Ví dụ như hôm nay là tham gia chương trình thì sáng nay mình bay vào thì tí nữa mình sẽ lại ra sân bay và mình bay ra luôn. Dạ khá là bận rộn. Anh mở chi nhánh trong Sài Gòn đi. Cậu bé dễ thương gì đâu. Cũng là một ý tưởng hay. Thực ra thì bây giờ bản thân anh vẫn đang đi làm thuê, anh làm cho công ty thôi. Nếu ra là anh chỉ đang giữ chức vụ, nó cũng kiểu là có trách nhiệm thôi, chứ cũng không phải là làm chủ và được quyền quyết định hết. Bây giờ là mạng internet thì kia, chúng ta hẹn hò online dễ lắm, chỉ cần gọi điện thấy mặt nhau hàng ngày, mình nói chuyện nhau chừng khoảng một tháng thôi, mình có thể yêu nhau không là biết liền. Rồi sau đó cái gì đến nó đến. Quan trọng là các bạn tính thử xem các bạn gọi là tương lai chừng nào kết hôn nè. Đó. Bởi vì tuổi các bạn không còn nhỏ nữa đâu. Chúng ta bước qua một vài năm là ta đã thấy già rồi các bạn. Đấy, em trai hỏi em gái là em định chừng nào kết hôn và ngược lại. Rồi mình thử ra một cái bài toán là mình ở đâu, thì giống như nãy mình mở cửa hàng nào đó. Như thế này. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được. Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ. Em chỉ chờ người tới rước thôi. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Ví dụ như công việc của anh thì có thể là, ví dụ như em là nhân viên văn phòng thì em có thể là sắp xếp mình không làm công ty này thì mình làm công ty khác. Còn ví dụ như mà anh không thể mình công việc của anh, hoặc là anh sắp xếp có thể là anh mở chuỗi cửa hàng riêng hay như thế nào đó, thì em vẫn có thể phụ anh được, tại vì em đã từng làm qua khá là nhiều công việc và em cũng có một chút kiến thức về kinh doanh. Quan điểm về hôn nhân đi. Em thì em cũng sức khỏe cũng không được tốt lắm nên em hy vọng là sinh một bé được rồi. Giờ mình không nói, mình hành động. Tới nắm hai tay hai chân luôn. Đây là cầm tay. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái. Nói gì đi, cảm nhận cô gái là gì? Cái cầm tay nhà em có cảm giác gì không? Rung. Okay. Anh cũng vậy. Anh nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng ta có thể quen nhau. Có thể tìm hiểu và tiến xa hơn thì đây cũng là một điều mong muốn không chỉ của riêng chúng ta mà của tất cả mọi người ở đây nữa. Chúng ta bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Nào. Chị Lan đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không? Đó, em không. Em không bấm mà. Đàn cái gì? Em trai không bấm. Mình Ồ Hiếu. Em có nói chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện, đó là hiện tại bây giờ tuổi của em nó cũng lớn rồi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa nên đâm ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Nên em nghĩ rằng mình có thể là có một dành một sự lựa chọn nào đó nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Em gái. Dạ. Cảm nhận của em thế nào, có thể chia sẻ một chút. Dạ không sao ạ. Không có đề gì. Dạ đúng. Chúng ta rồi. Bấm hay không bấm nó không là vấn đề gì cả. Bấm để chúng ta cố gắng tạo cho một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu ha. Dạ. Bạn này không bấm thì thật ra anh cũng tiếc một chỗ là hai bạn rất là hợp với nhau. Còn anh nói với Hiếu này nè, thật ra đàn ông mình á cần nên mở lòng mình ra chút xíu nữa, cần nên gọi là cố gắng để tìm đến cho mình một mối tình nào nữa. Còn thật ra là em ít nói nè, rồi ít có gọi là
gặp nhiều người, ít có nhiều người nói vô, giống như ở đây anh với Lan nói nhiều, nhưng nếu em gặp cô gái nào không ai nói nữa thì em là ít nói nữa thì khó tìm một người bạn gái lắm. Vậy thì nên mở lòng ra chút xíu, học hỏi bố nhiều chút xíu, gọi điện cho bố nhiều chút xíu. 35 tuổi là cũng lớn rồi đó. Nếu mà mình bước vào vài năm nữa là cảm giác là mình già rồi đó. Rồi khi mà mình có sự nghiệp rồi, mình có gia đình hạnh phúc nữa thì chúng ta mới trọn vẹn cái sự nghiệp đó mà bố mẹ chắc cũng đang đợi rồi. Thật ra anh rất là quý, trân quý cái tình cảm của bố mẹ đã từ Yên Bái vào Hà Nội, đã xa rồi, rồi từ Hà Nội bay qua thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rất trân trọng tình cảm đó. Ý là ba mẹ rất mong muốn Hiếu tìm cho một nửa yêu thương này đó nha. Cố gắng lên. Không sao cả. Nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho cô gái, hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên từ Hà Nội đến Nhà Bè đã gặp nhau, nhưng chắc thiếu không có thiếu nợ, thành ra là thôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau, liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau như những người bạn, giúp nhau để cùng tiến bộ nha. Rồi biết đâu lúc nào đó những nước Nhà Bè chảy tới Hà Nội thì sao?